Cả anh em nhá, lại một buổi chiều lại gặp anh em ở dưới số 62 phố Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội rồi. Lại đối diện với cổng chợ. Ngày nào cũng phải xuống thăm anh em đây này, anh em đang đứng chờ chị Dung để xuống livestream đấy. Đấy, trước mặt mình là một chiếc xe Dream biển 8998 anh em ơi. Ông quay cho con xin một vòng đi. Xe này nó vừa tiền đây cho anh em đi làm đi ăn. Vừa tiền đây anh em nhá. Đời 99 đời 9899, máy rất là ok. Đấy, máy rất là ok nhá, xe vừa về tại cửa hàng. Thấy không, quay cho con xin một vòng. Xe vừa về tại cửa hàng, xe này thì để anh em đi làm đi ăn. Anh em đang muốn mua những chiếc xe đẹp nhưng mà lại không đủ tiền, thì là mua những chiếc xe này là vừa. Máy chất. Đấy, anh em nghe máy ok nhờ. Máy con này là biển 98H73465. Ông quay con vòng bên này đi. 98 ở đời 98 nha anh em nhé. Dream Việt đời 98. Máy được, vừa phải phải đây vừa về này. Con này rửa ráy xong là ok. Con này bán giá rất hợp lý thôi anh em ạ. Anh em nào đi mua về, đi công trường, đi xây, đi chiếc ấy, đi làm, đi ăn, đi chợ, đi búa là ok. Con này bán ra với giá là 15.500.000 anh em ạ. Chưa bao rọn nha anh em nhé. Chưa bao rọn. Đấy, máy ok anh em nhé. Đấy, ông quay con xin cái đầu bò. Được, tóm lại con này được 15.500.000 với chiếc Dream này thì cũng được anh em ạ. Để đi ăn đi làm là cũng ok. Máy cũng rất là ok. Đấy, anh em nào đang muốn sở hữu những chiếc xe Dream đẹp. À quên, Dream vừa tiền. Xin lỗi anh em. Mãi like Dream đẹp rồi giờ nó cứ quen mồm. Đấy, chiếc xe Dream vừa tiền nha anh em nhé. 15.500.000 thôi. Đấy, 15.500.000 đã có những chiếc xe vừa tiền để cho anh em đi ăn đi làm rồi. Ok, đấy chiếc xe này đã xong. Em dắt được chị cái con này vào tí. Một chiếc quay. Đời quay. Xe. Con này đấy 2018 anh em ạ. Con này cũng vừa rửa ráy dọn dẹp xong rồi nha anh em nhá. Đây, con này vừa ráy dọn dẹp xong rồi, đời 2018. Con này thì về chỉ việc đi thôi. Anh em đã bảo hành bảo dưỡng ngon lành cành đào rồi. Quay cho con xin một vòng. Đời 2018 quay Alpha 110. Quay Alpha 110 nha anh em nhá. Con này biển 29C73570. Đấy. Máy chất. Máy nguyên. Máy nguyên, sơn nguyên. Anh em về đã rửa ráy dọn dẹp qua một xíu rồi. Đấy, con này thì Dung bán là 15.800.000 nha anh em nhá. Đấy, dòng này bây giờ xe quay bên mình đang cháy khét lẹt lên. 15.800.000 với chiếc Way Alpha 110 đời 2018. Anh chị em nào đang muốn chốt chiếc xe này, muốn sở hữu những chiếc xe này, inbox trực tiếp. Xe ok nha anh em nhá, sơn nguyên máy nguyên. Đồ đàn ok. 15.800.000 thôi. Anh chị em nào đang muốn mua thì inbox trực tiếp nhá. Ông quay con đầu bò cho. Quay con đầu bò nhá. Đấy. 15.800.000 với chiếc xe Way này anh em nhá. Anh em nào muốn chốt đang đường đã buổi chiều nó hơi bị chật anh em ạ. Đấy. Anh em nào inbox cho mình 15.800.000. Đây. Một chiếc xe Vision. Một chiếc xe Vision vừa tiền. Vừa tiền. Đấy, con này thì cũng em nó vừa mới mua xong. Đây, ông quay cho con xin một vòng đi. Quay cho con xin một vòng đi ông ơi. Một vòng quanh quanh. Vision nhá anh em nhá. Vision đời 2014. Biển số 29G137141. Màu trắng đời 2014. Máy chất nha anh em nhá. Đời 2014 này, chúng ta nổ máy rồi. Quay cho anh em một vòng. Con này là mua 16.500.000 rồi anh em ạ. 16.500.000 cộng 2 triệu nha anh em nhé. Vision đời 2014. Mua 16 năm rồi. Máy cũng ok, máy chất. Đấy, mua 16.500.000 rồi. Cộng 2 triệu. 18.500.000 nhé, đời 2014 cơ. 2014 anh em là đang muốn sở hữu những chiếc xe Vision này, inbox trực tiếp đây. Anh em ơi, có những chiếc xe Blade. Blade.
Abled 20211212, ông quay con vòng đi. 21212 biển số 29Y702230. 21212 nhá. Chìa khóa to. Con này giá cũng được, giá cũng vừa phải thôi. Ok. Con này là mua 13.800.000 rồi anh em ạ. Mua 13.800.000 rồi. Abled nha anh em nhá. Ông quay cho con cả vòng mặt trước. Mặt trước. Mua 15 triệu mua 13.800.000 rồi. Quên, mua 13.800.000 rồi cộng 2.500.000 nha anh em nhá. Con này rửa ráy dọn dẹp đẹp đẽ rồi, anh em chỉ việc về đi thôi. Đấy, ông quay cho con đi, thằng này đi. 16.300.000 mới chiếc Abled đời này nha anh em nhá. Máy đấy, máy vẫn nổ đấy. Máy vẫn nổ đây này. Đấy, máy vẫn ok, máy vẫn nổ. Ok nhá, 16.300.000 mới chiếc Abled đời đầu to này anh em nhá, đời 21, 12. Elite, Elite, ui xời, con này lâu lắm rồi mới mua được con Elite này anh em này. Chật quá, đường chật quá. Elite dành cho, ông ơi, quay đây ông ơi. Quay đây. Kệ người ta không ạ? Dành cho học sinh sinh viên anh em ạ. Elite đời 2020 dành cho học sinh sinh viên. Con này thì máy chất siêu đẹp luôn. Quay đi ông, quay đi. Quay đi, ông quay một vòng đi. Biển 29AB01933. Đời 2020 nha anh em nhá. Elite đời 2020. Con này là vừa mua 17.500.000 rồi. Dung cộng 2 triệu, chạy 4.500 cây. Đây 2020. Elite màu trắng xanh. Đấy. Cái dòng này thực ra là của SRM nó bền lắm mọi người ạ. Dành cho học sinh sinh viên đi, rằng con của Dung với lại con của anh Kiên đều đi những cái dòng này. Nó bền lắm, nói thật đi cái dòng là nó bền. Anh em mua cho con cái đi nhẹ nhàng, vợ con đi cà phê cà pha cũng bắt đầu ok. 50cc là đi nhẹ nhàng thôi mọi người nhá. Đấy, mua 17.500.000 rồi cộng 2 triệu. Anh chị em đã muốn chốt chiếc xe Elite dành cho con thì mọi người inbox trực tiếp nhá. Chạy có 4.500 cây thôi, đời 2020, màu trắng xanh. Đấy. Đây, hiện tại là bên mình cũng về rất nhiều các cái dòng xe. Rất nhiều các cái dòng xe. À đây 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 ông ơi, một con này. Đây một con này, Abled. Abled vừa về đời 2021. Vừa về 2021 anh em ạ. Cứ quanh đi quẩn lại, lại có xe mới về để khoe cho anh em. 5.300 cây với đời Abled 2021. Ông quay cho con một vòng đi. 2021, trời xe này siêu đẹp nhá mọi người nhá. 5.300 cây, đừng bỏ hỏi vì sao nó mới. 5.300 cây. 5.300 cây. Trời, mới quá này. Quay quay con quanh cái mặt này. Quay con cái mặt. 5.300 cây nhá anh em nhá. Đấy, sỏi đẹp không? Từng hỏi vì sao 5.300 cây đấy, 2021 thì nó là mới rồi anh em ạ. Đấy, đây một vòng. Con này lại của E Đống Đa này, 29E282694. Đây, quay bên này mà. Con này bên mình đang bán ra với giá là 43 triệu nha anh em nhé. 43 triệu với chiếc Abled. Ủa sỏi, mặt trên này đẹp lắm anh em ạ. Nhìn cái mặt đằng trước này nó yêu lắm. Người đẹp này rất vâng, đấy anh em nhìn cái mặt yêu không? Con này bên mình đang bán ra với giá là 43 triệu nha anh em nhá. 2021 chạy còn 5.300 cây rồi. Anh chị em nào muốn xe sở hữu những chiếc xe vừa tiền, nhiều tiền, ít tiền bên mình có đủ. Đấy, hiện tại là bên mình đang đứng ở tại cổng chợ xe máy, đối với cổng chợ xe máy đang nhà 62 phố Trà Cầu Giấy Hà Nội. Có về rất nhiều những cái dòng xe. Anh chị em bạn bè nào đang muốn mua những dòng xe vừa tiền, ít tiền, nhiều tiền nhá. Thì cái mức trực tiếp bên xe máy Hoàng Kiên. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.